Trả lời sai liên tục tại game show, Lê Dương Bảo Lâm tức mình chửi Trường Giang đố xàm, Harry vô duyên. Lần đầu tiên tham gia Nhanh Như Chớp, Lê Dương Bảo Lâm liên tục trả lời sai và thay vì chấp nhận, nam diễn viên lại chửi từ MC cho đến ekip chương trình. Tập 12 của chương trình Nhanh Như Chớp chào đón sự xuất hiện của hai đội chơi Hồ Bích Trâm, An Vi, Sĩ Thanh và Lê Dương Bảo Lâm, Long Nhật, Quách Ngọc Tuyên. Khi được MC Trường Giang giới thiệu, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã khiến mọi người thích thú vì quá hài hước. Lê Dương Bảo Lâm luôn khiến khán giả phải thích thú trước độ lầy lội của mình. Tại phần thi của mình, Lê Dương Bảo Lâm lại một lần nữa khiến khán giả phải cười lăn lộn khi liên tục bất bình. Trước những câu hỏi của Trường Giang đưa ra, nhận được câu hỏi trời không trăng không sao, nhà không có điện không đèn cầy, nhưng mọi người vẫn thấy đường là tại sao? Bảo Lâm tự tin trả lời, nhờ có đơm đớm hoặc ánh trăng. Ngay khi Trường Giang vừa tuyên bố đáp án của nam diễn viên không chính xác, anh liền nói, trời ơi đố gì xàm. Ở một câu hỏi khác liên quan đến chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Lê Dương Bảo Lâm phải đưa ra đáp án cho câu hỏi. Bà phù thủy đã sai ai lấy trái tim của Bạch Tuyết? Sau khi trả lời là thằng lính, anh không quên giải thích thêm cho đáp án của mình bằng lời thoại của bà phù thủy do mình tự nghĩ ra. Này hỡi thằng lính, hãy đi vào rừng bắt Bạch Tuyết và lấy trái tim của nó cho ta đem về đây nhé, Bảo Lâm hài hước nói. Khi nghe Trường Giang công bố đáp án, ông thợ săn, Bảo Lâm liền hỏi vặn nam MC, ai làm chứng cái này? Anh cho rằng nhân vật ông thợ săn liên quan đến chuyện cô bé Hoàng Khăn Đỏ, chứ không phải nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Để bảo vệ đáp án của mình, nam diễn viên còn cố gắng kêu gọi khán giả có mặt tại trường quay tin mình. Tuy nhiên, khán giả lại đồng tình và vỗ tay tán thành cho đáp án của Trường Giang. Bởi câu trả lời của Bảo Lâm không chính xác, điều này khiến cho Bảo Lâm cảm thấy mình bị mọi người úp sọt khi tham gia chương trình. Bộ hài hước của anh tiếp tục giúp mọi người có một tràng cười thả ga. Kết thúc phần thi của mình, Lê Dương Bảo Lâm chỉ ghi được một điểm. Chính vì điều này đã khiến cho anh phải thốt lên không vui, em không thích và không hề vui đối với em. Ngay lập tức, Trường Giang đã động viên nam diễn viên. Nam MC cho rằng tuy Bảo Lâm luôn bám trụ ở mức không, nhưng anh lại rất giỏi trong việc tạo tiếng cười cho khán giả. Muốn tạo bí mật cho Phan Hiển, Khánh Thi bất chấp ở cử để làm điều này. Từ bệnh viện về bí mật cùng học trò tổ chức tiệc sinh nhật cho ông xã Phan Hiển, khiến anh xúc động ôm chặt Khánh Thi. Tối 22 tháng 6, Khánh Thi cùng các học trò và phụ huynh lớp nhảy đã bí mật tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 24 cho Phan Hiển tại lớp học khiêu vũ. Nam kiện tướng dashboard không khỏi hạnh phúc xen lẫn bất ngờ khi xuất hiện. Được biết trước đó Khánh Thi cùng trốn viện một ngày để về nhà bí mật cùng bạn bè trang hoàng nhà cửa, quay clip gửi tới chúc mừng sinh nhật yêu thương Phan Hiển. Trên trang cá nhân, Khánh Thi đã viết, nói thật là chắc vì yêu chồng quá, hoặc là vì ông đã chịu nhiều tính khí thất thường trong suốt quãng thời gian mang bầu và cả lúc sinh em bé. Có người còn rỉ tai nói, thầy nhìn tội quá cô gầy nhôm, vừa cười tươi khi ai cũng hỏi tâm cô sinh em bé thế nào, rồi chạy đôn chạy đáo lo cho toàn đội thi đấu, rồi thầy cũng tự lo cho thầy thi luôn, sao thầy không nghĩ để yên tâm chăm cô, Khánh Thi chia sẻ. Những học trò của Phan Hiển và Khánh Thi đã bí mật tổ chức sinh nhật cho anh. Có lẽ năm nay là năm đặc biệt vừa chào đón được cô công chúa mới chào đời, Phan Hiển không khỏi hạnh phúc. Phan Hiển xúc động khóc khi thấy mọi người và bà xã Khánh Thi đã dành cho mình quá nhiều điều bất ngờ. Con trai Kubi cùng bố Phan Hiển thổi nến. Giờ vợ ở cử rồi, ông vẫn lo cho gia đình, vẫn lên trung tâm điều hành tập luyện và dạy nhảy. Vẫn nở nụ cười đúng là hồn nhiên chẳng toan tính. Mình học được ở ông ấy một điều, ai nói gì nghĩ gì mặc ai, buồn vui sướng khổ do mình quyết. Cứ cười và đừng nghĩ xấu hay làm tổn thương ai. Nên mình đã quyết định làm ông vui, lén tặng ông những gì mình nghĩ ông sẽ thích, lén cùng phụ huynh và bạn bè, học viên bí mật làm việc nhẹ tại trung tâm. Mình gọi cho cả bạn bè hội xe của ông ấy đến. Khánh Thi xúc động chia sẻ những ngày nằm viện được Phan Hiển chăm. Thấy bà xã khóc, Phan Hiển liền ôm cái đầy ngọt ngào. Có thể nói dù rất còn trẻ, nhưng Phan Hiển là người chồng biết chăm lo cho gia đình và là ông bố vô cùng mẫu mực. Rất nhiều bạn bè và học trò đến chúc mừng tuổi 24 của Phan Hiển. Bữa tiệc đơn giản nhưng vô cùng ấm cúng của Phan Hiển. Thời gian qua, cặp đôi dính nhau như hình với bóng. Do hoạt động cùng lĩnh vực nên họ có dịp đồng hành trong nhiều hoạt động, sự kiện. Nhờ vậy cả hai có dịp chăm sóc quan tâm lẫn nhau. Hơn ông xã 11 tuổi, nhưng giữa họ gần như không hề có trở ngại về tuổi tác. Khánh Thi và Phan Hiển giờ đây đã đủ nếp đủ tẻ. Mẹ Khánh Thi rất yêu mến chàng rể trẻ tuổi. Bà đã chuyển hẳn vào Sài Gòn để giúp vợ chồng con gái trông nom cháu ngoại.
Phan Hiện kém Khánh Thi khoảng chục tuổi, là học trò và là bạn nhảy của cô. Anh thú nhận đã yêu Khánh Thi từ năm 17 tuổi. Vì vậy, tình yêu của họ phải vượt qua rất nhiều sóng gió. Từ khi có Kubi, cặp đôi dần được gia đình hai bên chấp nhận mối quan hệ này. Đến hiện tại, họ đã có với nhau đủ nếp đủ tẻ và là một trong những cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt. Harry Won hôn Trấn Thành đắm đuối trong ngày sinh nhật lãng mạn ở Đài Loan. Lời chúc mừng sinh nhật đầy ngọt ngào của Trấn Thành dành cho bà xã Harry Won đã phần nào khiến chị em ganh tị. Để chào đón sinh nhật lần thứ 33 của bà xã, Trấn Thành đã dành những lời yêu thương vô bờ bến cho Harry Won tuyệt vời của mình trên trang cá nhân. Không những thế, Trấn Thành còn đưa bà xã đi du lịch ở Đài Loan. Nam MC điển trai đã nhắn nhủ đến Harry Won rằng: "Có vẻ hôm qua em rất vui, chơi từ lúc bước chân xuống sân bay tới bây giờ. Có thể ai đó sẽ cần nhiều hơn, nhưng em thì khác. Em chỉ cần anh ở bên em trong cả ngày sinh nhật. Ừ thì anh sẽ như thế. Happy birthday con heo, vợ, tình yêu, giám thị, má nuôi, tình nhân, tri kỷ, niềm vui và nạn nhân của tôi. I love you. Mãi mãi như thế này em nhé." Taiwan, 22 tháng 6, 2018. Trấn Thành đăng tải hình ảnh du lịch cùng Harry Won ở Đài Loan để chúc mừng sinh nhật vợ. Cả hai còn trao nhau nụ hôn nồng cháy giữa chốn đông người, cùng nhau tạo những kiểu chụp hết sức dễ thương của hai vợ chồng nhà Sinri. Về sống chung một nhà gần 2 năm, Trấn Thành và Harry Won chưa bao giờ xảy ra những bất đồng. Là một trong những cặp vợ chồng hot của showbiz Việt, đặc biệt là kể từ sau khi kết hôn, mọi hành động của Trấn Thành và Harry Won luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mỗi dịp sinh nhật của vợ, Trấn Thành luôn dành cho bà xã những lời ngọt ngào, cũng như những chuyến du lịch của cả hai, và Harry Won cũng dành cho chồng những điều ngọt ngào như thế. Nhân dịp sinh nhật ông xã Việt Kiều, Trang Trần đã làm điều lãng mạn này. Bộ ảnh cưới được thực hiện vào cuối năm 2017, và mãi đến bây giờ, người đẹp mới quyết định tung trọn bộ để mừng sinh nhật chồng sắp tới đây. Dù rút khỏi showbiz đã hơn 4 năm, nhưng sức ảnh hưởng của Trang Trần vẫn không hề dừng lại. Chứng minh điều này bởi những phát ngôn scandal hay về đời sống của cụ người mẫu vẫn được khán giả quan tâm. Trang Trần sinh con gái đầu lòng vào ngày 27 tháng 11, 2015 và đặt tên là Kiến Lửa. Cô thường xuyên khoe ảnh thiên thần nhỏ trên trang cá nhân. Mới đây, Trang Trần quyết định tung bộ ảnh cưới đầy lãng mạn với người bạn đời nhân dịp ông xã Việt Kiều Lô Yêu Trần chuẩn bị đón tuổi mới vào ngày 26 tháng 6. Bộ hình được thực hiện trong dịp anh về nước thăm gia đình, vợ con vào cuối tháng 11, 2017. Dù quỹ thời gian Lô Yêu Trần về nước khá hạn hẹp, song cả hai đã kịp hoàn thành một bộ hình kỷ niệm đầy hạnh phúc. Khoác lên mình bộ trang phục cô dâu và chú rể tinh tế, ánh mắt trìu mến cùng cử chỉ đầy yêu thương mà chồng dành cho Trang Trần khiến không ít người ghen tị. Trang Trần từng tiết lộ cô quen Lô Yêu Trần cách đây hơn 7 năm, khi cả hai cùng đồng hành trong các chương trình thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Cô chia sẻ, anh ấy rất hiền hiểu và tin tưởng tôi. Chúng tôi gặp nhau và đồng hành trong thời gian dài khi tham gia hội từ thiện Chùa Giác Nguyên. Có lúc mệt mỏi khi đi từ thiện, tôi vẫn ngã đầu vào vai anh ngủ ngon lành. Tôi hay nổi khùng, thậm chí luyên thuyên kể chuyện bị chê xấu cho anh nghe. Nhưng anh chỉ cười, anh nói anh không quan tâm và tình nguyện làm cái bị cho tôi đấm để xả tức giận. Thời mới gặp, Trang Trần nhận thấy rõ sự khác biệt trong tính cách. Khi cô là người sôi nổi, còn chàng trai sinh sống làm việc chính ở Mỹ lại rất hiền lành. Sau quá trình tìm hiểu và giữ liên lạc, Trang Trần và Lô Yêu Trần bắt đầu nảy sinh tình cảm và gắn bó đến tận thời điểm hiện tại. Dù khoảng cách địa lý giữa hai người rất xa, nhưng Lô Yêu Trần vẫn thường xuyên dành thời gian quan tâm đến cụ người mẫu. Theo như chia sẻ lên trang cá nhân của Trang Trần, cô và ông xã hầu như FaceTime với nhau hàng ngày. Anh luôn dành những lời yêu thương và động viên vợ tiếp tục cố gắng trong việc nuôi dạy bé Kiến và kinh doanh. Trang Trần cho biết cô và ông xã vẫn đang tính toán thời điểm phù hợp nhất để làm đám cưới. Điều đang khiến cụ người mẫu rất hạnh phúc đó là dù chồng đi làm việc xa, nhưng cô luôn nhận được sự hỗ trợ quý mến từ mẹ chồng. Trong năm 2018, ngoài duy trì hoạt động kinh doanh, Trang Trần cũng tham gia biểu diễn trong một vài sự kiện thời trang của các nhà thiết kế thân thiết và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thiện nguyện với rất nhiều các dự án khác nhau.
Dù đã có tình mới, Hồ Ngọc Hà Cường Đô La vẫn tái hợp, tổ chức sinh nhật 8 tuổi cho Subel. Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La tự tay tổ chức bữa tiệc đơn giản cho con trai Subel nhân dịp sinh nhật 8 tuổi. Dù đã có hạnh phúc mới, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La vẫn xuất hiện cùng nhau để tổ chức sinh nhật muộn cho con trai Subel. Cậu nhóc đã bước sang tuổi thứ 8, buổi tiệc có sự tham dự của bạn bè cùng lớp của Subel. Tuy nhiên trước đó, sinh nhật đúng ngày 21 tháng 6 không có Cường Đô La. Nhưng đến hôm nay, đại gia Phú Núi đã tổ chức bù để cậu quý tử thấy có cả bố mẹ trong ngày sinh nhật. Trong tiệc sinh nhật của con trai cả, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La vui vẻ chụp ảnh cùng. Rất đông bạn bè thân thiết tới chung vui cùng Subel. Có thể nói Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La là những người rất yêu thương con, bởi dù đã chia tay cách đây 5 năm, nhưng mỗi dịp quan trọng của con trai như sinh nhật, nhập học hoặc tham dự cuộc thi nào đó, cả hai đều có mặt để đồng hành cùng con. Về phía Cường Đô La, anh cũng từng khẳng định dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn là một gia đình với nhau. Đại gia sinh năm 1982 cũng có quan điểm như Hà Hồ là luôn dành tình yêu thương và tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con trai Subel. Subel càng lớn càng chững chạc và giống bố Cường ở gương mặt, còn chân dài như mẹ Hà. Hồ Ngọc Hà đã tổ chức sinh nhật trước cho Subel vào ngày 21 tháng 6, góp mặt trong buổi tiệc sinh nhật ấm cúng gồm những người thân trong gia đình. Hiện tại, cả Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La đã tìm được một nửa của mình. Dù đường ai nấy đi, nhưng mỗi khi có dịp quan trọng của Subel, cả hai sẵn sàng tái hợp để cho cậu con trai của mình không thấy thiếu tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ.